Hello, xin chào các bạn đã trở lại với trung tâm điện lạnh Đức Hùng. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái cách tháo về phần điện của con máy giặt nằm ngang LG. Đấy. Và phần sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách bảo dưỡng đúng tiêu chuẩn của máy giặt LG nằm ngang luôn nhé các bạn nhé. Đây mình hướng dẫn cậu học viên của mình đang thực hành tháo luôn đây, quay trực tiếp luôn cho các bạn cùng xem. Cảm ơn các bạn rất nhiều thời gian qua đã ủng hộ trung tâm điện lạnh Đức Hùng, và cũng cảm ơn các quý khách xa gần đã gọi điện và mua hàng của mình. Cảm ơn rất nhiều. Tháo hết cái này, lấy cắt cái này. Đấy các bạn nhé, tháo hết các cái phần điện này nè. Đấy, xong rồi bảo dưỡng máy con này. Con này là mình tháo hết phần điện ra để các bạn nhé, để mình bảo dưỡng tổng đại tu con này và làm lại cả vỏ nha các bạn nhé. Nó dỉ mạch thì rất tốt, vẫn nguyên bản nha các bạn nhé. Đây, đây máy là gì? Đây tháo cái này trước này. Tháo hai cái. Ra lấy cái gì đựng vít này. Đây các bạn nhé, thứ hai là chúng ta tháo cái răng này ra. Công tắc cửa. Đây, nhìn xem này. Đấy. Lấy tô vít hai cạnh tháo răng này. Vậy cái này, này. Tháo cái đai ra nhé các bạn nhé. Cái tô vít kia mới ấy được, cái đấy không kẹt. Đấy, cái tròn vuông vẫn cái tròn đấy có đấy. Đấy. Cái đấy là rút được. Bệnh ở đây này. Đâu, ngang đâu đâu dọc ra đây này. Khéo gãy răng. Đây cái đai này. Đây đây này. Bệnh ở đây này. Khéo đứt răng, đứt răng là thôi mấy giặt luôn. Lại bệnh chỗ khác. Lại chỗ khác. Lân 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 nó bị dính. Ui rồi chết rồi. Thôi thôi ra 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 như thế rồi. Đã bảo rồi. Thất rồi. Mình bậy cái này thì mình bậy cái đấy cả. À, sắt thì bậy cái gì rồi. Nhẹ nhàng thôi. À, con này nó dính thôi. Cái này khó rồi cái này. Răng thôi bỏ đấy tháo đẩy vào trong tháo lần lượt nhẹ nhàng thôi không phải giật bụng cái này nó đang dỉ cứ lần khẽ khẽ thôi không đứt đây này đây từ từ đồng cũ này đúng không? Thôi để anh ấy nhá. Để đất ra. Để tay. Nút kiểu. Tĩnh. Gì? Gì? Không có còn làm thôi được không? Răng này mua ngoài có đắt đấy à? Đầy hơn triệu cái không tiền đâu cũng bập từ nhẹ nhàng máy cả máy mấy trăm hơn triệu rồi cả nên bán cho ma đồ sửa chữa này từ từ cái đồ mới đèn chết thôi xoáy trên thôi cho rút điện này đây tháo hết phần điện đây anh em nhé tháo hết đây bóp đấy vẫn lấy bóp không bóp được nên tìm ở ngọn bóp
Đâu, phía dưới thì ấy mở ra. Cái này nó dễ mở, cái này là mở. Đâu, cái đấy không cần tháo, cái này đây. Đã bảo mở ra, cái cãi ta. Đây, tháo cái này. Tháo cái nguồn này. Đấy, anh em tháo hết vít ra nữa, còn hai con nữa. Tháo rắc nguồn này, tháo đầu này thôi. Bóp bóp này, này này. Đừng rứt dây, dây này. Biến cắp này, tháo hết cái này. Dây điện đấy, tháo hết. Tháo cả cái van này ra luôn. Đây, lột hết. Bằng nữa. Đấy. Tháo thôi. Đấy. Cái này không tháo đâu này. Không cần tháo đâu này. Không quen rồi. Đây tháo cái răng dưới. Mở cái này. Đây có hẳn ra. Đây. Kéo đứt nhẹ nhàng thôi chứ. Kéo căng cái dưới đứt. Cái răng nó ngắn. Cái gì đấy phải nhẹ nhàng nhìn. Tôi vừa tháo chốc chúng kéo nhớ chỗ nào mà lắp rồi. Đây giờ lấy cái khẩu tháo này ra lay này. Rút ra. Đây cho cái này ra trước rồi nó nhớ. Nhìn. Cái tháo ra. Tháo hẳn cái nhựa này xuống cũng mất. Rồi lấy cái khẩu đây này. Tháo cái này ra thì mới rút được chứ. Khẩu 17 ấy, hôm qua anh tháo được. Xoay cái chiều đi là có chiều nó vào. Đấy. Rồi lắc lắc là nó ra. Bậy là ra. Đó, cứ lắc một bên nghiêng ấy là nó ra. Lắc lắc ra.
này tìm gọn này sát nó. Con này rắc nó, cái rắc này nó sát quá các bạn, nó có hai ngoàm hai bên ấy, hai cái ngạnh ấy, mà rất khó, nó giòn rồi không rút ra được. Nếu mà anh em mà không rút được ra được ấy thì mình có thể là tháo hẳn cái mâm điện ra nhé các bạn nhé. Đấy, giờ mình sẽ tiến hành tháo hẳn mâm điện này. Để cái lốc tủ lạnh. Kéo dây lên đi. Lựa lựa. Còn cũ lựa lựa. Đây em rút cái này ra trước rồi. Rút cái ống áp lực này. Ống này là ống hơi áp lực này. Cứ xoay xoay ra là nó ra này. Ống đấy là không sợ đứt. Rồi rút cái nhựa ra. Đấy, hôm qua có hai lấy gạt không? Gạt ở đây này, nhìn cứ vừa qua tháo rồi hôm nay quên.
đặt nhẹ nhàng nó xuống đều bên ấy một ít, giữa kia một ít, mỗi chỗ một tí. Một lúc ra một chỗ, không ra đâu. Đây anh em tháo hết vỉ ra. Còn được chỗ này có không? Hết rồi. Thế thôi. Đây, nhấc ở dưới đây rồi ra. Đấy rồi. Rút cái dây này ở dưới à? Còn dây ở dưới. Lúc cái cửa tháo rồi lôi lên đấy. Có tay anh giữ đấy. Lôi lúc cắt cửa lên. Xem còn dây nào không. Motor ấy hết vào rồi. Tháo hết rồi. Đấy, con nó nằm trong cái lệnh tí đó. Nó cài dây. Cài. Nó phải có cái giữ. Ồ, còn chưa cắt cái này. Cái cắt cái gì đâu xem nào. Tháo hết rồi. Đây đây. Đây là đủ này. Với cái lẫy ấy đó. Còn là cái đai đó. Nó thít. Nó thít. Đấy cái kìm. Kìm một nhọn đấy. Kìm một nhọn đấy, mày cắt đứt mẹ dây giờ. Cho vào đấy nhìn cái gì. Dính dây. Đây các bạn ạ, vì hai cái ông này phải tháo thế này. Đấy. Chị cháu vào đây chị. Em nhìn thấy chị. Gì này. Tiện mình tháo ra thôi, không mình ngoằng ngoằng rồi vẫn cắt rồi. Để cắt được ra hết. Đấy. Cũng phải tháo ra dưới này, cắt vào mắt, nhận. Không, không ấy thì sao thò được. Thò được. Đấy, đấy, tháo hết rồi đấy. Cuốn vào, để nó kia. Để nó lóc trở lại. Đấy, mới xong qua phần điện này, anh em. Đấy nhá, mình đã tháo hết phần điện rồi. Đấy, mình chỉ cho các bạn tại sao mình tháo ra cả phần cơ đây này. Đấy, video sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bảo dưỡng nhá. Con máy giặt LG này. Đây, cái góc này mình sẽ làm lại này, nó dỉ hết. Đây là máy của khách hàng nha các bạn nhá. Máy chạy rất tốt, vẫn êm lắm. Chạy ngon lành luôn. Làm lại vỏ. Làm lại vỏ cái phần chân đế nó bị dỉ một cái góc đấy đấy các bạn. Và sẽ sơn lại. Tổng thể, đây là mình quay trực tiếp là làm cho khách hàng các bạn nhé. Đấy, mình có như thế nào thực tế mình sẽ quay cho các bạn xem cái cách làm như thế nào của mình. Các bạn thấy video thực sự hữu ích thì nhớ đăng ký cho mình một like, một comment và một chia sẻ. Và các bạn nhớ bình luận, góp ý cho kênh mình ngày một phát triển lớn mạnh hơn nữa. Và góp ý cho mình ra những video thực sự hữu ích để cho các bạn và với mình ngày một phát triển hơn. Và mình xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Chào tạm biệt.